Ta đây còn muốn băm dầm cái thành trăm mảnh. Ngươi còn dám khuyên lão phu đầu hàng? Hãy nhận một đao của ta. Cho. 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 Hôm nay ta sẽ cho người biết lợi hại của ta. Ôi! Các ngươi lại tới đây làm cái gì? Nhĩ Khơ, bọn cường đạo nhà ngươi đúng là ngươi. Mẹ nuôi, mẹ nuôi không sao đó chứ? Lục soát cho ta. Không được vào trong. Làm gì vậy? Không được vào trong. Không được vào trong. Không được vào trong. Đánh đó. Biết. Không được vào trong. Không được đánh mẹ ta. Thả con trai ta ra. Nhĩ Khơ, bọn cường đạo các ngươi làm gì vậy? Thả nó ra đi. Thả nó nói ra mà. Bà đã giấu Trần Kim Định đi đâu rồi? Nói ra thì không sao, nếu không ta sẽ đánh bà tới chết luôn. Người đánh chết ta cũng vô dụng. Ta không biết kẻ địch nào ở đây hết. Bà còn cứng đầu. Coi bà cứng đầu tới khi nào đây. Mẹ. Nói không. Nói. Mẹ, không được đánh mẹ ta. Con nói không. Đừng đánh mẹ ta. Đừng đánh mẹ ta. Mẹ, mẹ không sao chứ? Đại nương, bà không sao chứ? Nhị phu nhân cuối cùng cũng tỉnh rồi, tốt quá đi. Đại nương, suýt chút nữa ta hại chết mọi người. Xem ra ông trời có mắt, ta chưa tới số phải chết. Nhị Khờ, đưa mẹ cậu vào trong để ta xử lý đám cẩu tặc này. Cẩn thận đó. Ta chính là Trần Kim Định, chẳng phải các người tới bắt ta sao? Quá đi. Các quân đệ, bắt lấy cho ta. Cô đương tha mạng, tướng quân tha mạng. Nếu như không muốn chết thê thảm hơn nữa thì quỳ đó. Báo. Có phải bên phía Liễu Huy Quý có tin tức gì không? Dạ không. Vậy người báo cái gì? Tại hạ điều tra được, quân đường đã điều động quân đội, hình như sắp tấn công Bạch Hổ Quang của chúng ta. Cái gì? Đó là chuyện mà ta biết rồi, ngươi điều tra làm cái gì? Có tin tức gì mới hay không? Dạ không có. Mau cút cho ta. Dạ. Xin tha mạng. Xin tha mạng. Ta từng nói chỉ cần ngươi chết thì sẽ không chết thê thảm hơn nữa. Đại nương, bà nói xem muốn hắn chết như thế nào. Phu nhân, cô kêu ta nói hả? Đúng, đại nương nói thế nào thì ta làm y vậy. Theo ta thấy, thả hắn đi cho rồi. Đại nương, hắn là một người rất xấu xa, sao có thể thả đi được? Nếu hắn biết sửa đổi thì sao? Là người như hắn không sửa đổi được đâu. Đại nương, đại nương, ta sửa được, ta chắc chắn sửa được. Đại nương, cầu xin bà kêu Trần tướng quân tha mạng đi. Ngươi là một người ác độc, không có nhân tính. Ngươi thật sự sửa đổi sao? Ta sửa được. Đại nương, mong bà hãy tin ta.
cô hãy tin hắn lần này đi nha phu nhân. Đại nương, thả hắn đi, giống như thả hổ về rừng vậy. Nếu như hắn thật sự không thay đổi thì tức là tự tìm đến cái chết. Không có đâu, ta hứa sẽ thay đổi mà. Phu nhân, tha cho hắn lần này đi nha. Đại nương có đức hiếu sinh tới như vậy, ta sẽ nghe theo lời của bà. Còn không mau đa tạ Trần tướng quân đi. Đa tạ Trần tướng quân không giết ta, đa tạ ơn cứu mạng của đại nương. Một đại nương hiền lành như vậy mà ngươi cũng ra tay độc ác, có thể thấy ngươi rất hung tàn. Lần này ta tha cho ngươi, nếu ngươi còn làm việc xấu thì trời đất bất dung. Trần tướng quân, ta nhất định sẽ thay đổi, quyết không phụ ơn cứu mạng của đại nương đâu. Lưới trời lồng lộng, nếu ngươi còn làm việc xấu bị ta bắt được thì không có kết cục tốt đâu. Ta hiểu rồi, nếu ta tiếp tục làm việc xấu thì sẽ bị sét đánh chết. Được, ta hỏi ngươi, bây giờ tình hình Bạch Hổ Quan thế nào rồi? Chiến sự khẩn cấp, lúc tới đây đại quân triều đình đang chuẩn bị tấn công. Ngươi lập tức dẫn ta tới Bạch Hổ Quan, ta muốn đi gặp Dương Phàm. Tới Bạch Hổ Quan? Đúng. Gặp Dương Phàm? Không lẽ ngươi sợ hả? Không, không phải ta sợ, mà ta sợ cô đi tới đó một mình như vậy. Ngươi không cần lo, ngươi chỉ cần dẫn ta đi là được rồi. Dạ. Đại nương, ơn cứu mạng của bà cả đời này ta cũng không quên. Đợi phá được Bạch Hổ Quan ta sẽ quay về thăm bà. Đứng dậy đi. Phu nhân, ta sẽ đợi cô quay về. Cô phải bình an quay về. Ừ. Bái kiến Phạm Nguyên Soái. Chúng tướng miễn lễ. Chư vị tướng lĩnh, ta nhận thánh ân làm nguyên soái. Hôm nay sẽ bắt đầu tấn công Bạch Hổ Quan, cần phải phá được quái thú thất sát trận của Dương Phàm. Trận này đáng sợ, kỳ quặc, cực kỳ nguy hiểm. Có điều bổn soái đã có cách phá trận rồi. Bây giờ ta bắt đầu bố binh điểm tướng, mong chư vị tướng quân thực hiện theo bố trí của ta, nghe lệnh của ta. Nếu có ai vi phạm, xử theo quân pháp, quyết không tha thứ. Dạ. Giang Hổ, Tiểu Tứ. Có mà tướng. Lệnh cho hai người dẫn đội 50 ngải lộc đao xuất kích đầu tiên, phá cửa thú của thất sát trận trước, thổi bay cơ quan mấu chốt khống chế 6 cửa còn lại. Hạn cho hai người hoàn thành nhiệm vụ trong một canh giờ. Nghe lệnh. Đậu Nhất Hổ, Tần Hán. Có mặt tướng. Cửa thú thất sát môn phá rồi, hai người lập tức dẫn 5.000 tinh binh từ sườn núi đánh vào đồi núi đối diện cửa đông. Ở đó sẽ có quân địch mai phục, hai người phải tiêu diệt quân địch mai phục trong vòng một canh giờ, dọn sạch chướng ngại để tấn công cửa đông. Sau đó hai người tấn công cửa bắc. Nghe lệnh. La Chương, Tần Anh. Có mặt tướng. Sau khi tiêu diệt phục binh, hai người lập tức dẫn 5.000 tinh binh tấn công cửa đông. Nếu thấy Dương Phàm, cùng nhau giết hắn. Nếu hắn bỏ trốn thì đừng đuổi theo. Nghe lệnh. Đậu Tiên Đồng, Tiết Kim Liên, Điêu Nguyệt Nga. Có mặt tướng. Cửa nam là cửa giả thiết của quân địch. Sau khi cửa thú công phá xong, ba người sẽ dẫn theo 2.000 tinh binh tấn công cửa nam. Sau đó đi thẳng tới đáy cốc là thôn Ao Đầu, tìm kiếm và tiếp ứng tướng quân Trần Kim Định. Nghe lệnh. Cửa sinh là cửa chắc chắn Dương Phàm bỏ trốn phải đi ngang qua, do bổn soái dẫn 3.000 tinh binh trấn thủ. Tiết Đinh Sang. Có mặt tướng. Cửa Tây và cửa Tử liên thông, cuối cùng Dương Phàm sẽ vào cửa Tử. Lệnh chàng dẫn 3.000 tinh binh tấn công cửa Tây trước, sau đó đợi ở bên cửa Tử. Đợi tới lúc Dương Phàm trốn qua cửa Tử, bắt buộc phải giết chết hắn. Nghe lệnh. Quốc Trị Thanh Sơn. Có mặt tướng. Lệnh cậu vận chuyển lương thảo theo quân tới Bạch Hổ Quan, không được chậm trễ. Tuân lệnh. Thánh chỉ tới. Hoàng thượng khẩu dụ, lệnh Trình Thiết Ngưu, Trình Thiên Trung nghe lệnh. Có mặt tướng. Lệnh hai cha con Khanh cùng Liễu Ngân Hoàng, Chiêu Dương hai vị lão phu nhân hộ tống linh cữu của đại nguyên soái Tiết Nhân Quý về Sơn Tây an táng. Ân chuẩn Châu Thanh tướng quân cùng nhau tới đó thủ linh cả đời cho Tiết nguyên soái. Tuân chỉ. Chư vị tướng lĩnh, căn cứ theo khẩu dụ hoàng thượng và bổn soái bố trí, ai làm việc nấy mau đi chuẩn bị. Một canh giờ sau, liệt trận trước Bạch Hổ Quan. Dạ. Báo. Báo cáo tướng quân, đại quân triều đình đã gọi trước cửa kêu trận. Hạ của Lý này. Người đâu? Có. Chuẩn bị ngựa đao cho ta. Dạ. Phản tặc Dương Phàm, mau xuống ngựa chịu chết đi. Ngươi là tên nào? Là trường tiên phong phía trước của triều đình. Một tên vô danh tiểu tốt, mau kêu con tiện nhân Lê Quê tới đây gặp ta. Cái tên cẩu tặc này,
có tư cách gì mà gặp nguyên soái của ta? Tiếp chiêu. Dài. Hơi. Hơi. Người có bản lĩnh thì theo tao qua đây. Là tướng quân, đừng đuổi theo. Cơ quan ở đâu? Nói. Giết. Đi. Chà. Chà. Thiếp đi tới cửa sinh trước. Đợi một chút, chàng dẫn Ấn Long tấn công cửa Tây, sau đó qua cửa tử trấn thủ, giết chết kẻ thù Dương Phàm nằm trong tầm tay. Quyết không thể tha cho tên súc sinh này. Lý Quy, nàng hãy yên tâm, chắc chắn không để Dương Phàm trốn thoát khỏi tay ta đâu. Chà. Cẩn thận đó nha. Ấn Long, chúng ta đi. Dạ được nghĩa phụ. Chà. Chà. Các huynh đệ, đi. Đi. Tiếp tục đi. Đi. Đi mau. Tướng công liệu chuyện như thần, mới là người làm nguyên soái thật sự. Thú Đông. Dương Tật, có đầu hàng hay không? Ta miễn ngươi tội chết. Ta thấy ngươi cũng còn trẻ tuổi mà khẩu khí lớn quá. Ta muốn coi ngươi có bản lĩnh gì đây. Dạ. Dạ. Yeah!
đông. Sao cô lại ở đây chứ? Tại sao ta lại không thể ở đây được chứ? Cô đã phá trận của ta sao? Quái thú thất sát trận do độc nhãn bả túc sơn nhân tạo ra, không lẽ chỉ có mình ngươi biết sử dụng thôi sao? Cô muốn gì đây? Hôm nay ta phải lấy đầu của ngươi để tế linh hồn của cha tướng công ta ở trên trời. Phàn Lê Quê, cô quá đáng lắm rồi. Dù gì thì lúc nhỏ cha cô đã hứa gả cô cho ta, giờ mà cô đi lấy người khác thì cũng thôi đi. Cô hiến hoang đầu hàng dẫn sói vào nhà thì cũng thôi đi. Không lẽ hôm nay cô muốn giết tướng công cũ của cô sao? Lúc nãy những gì mà ngươi nói ra đều là đơn phương một phía từ ngươi thôi. Ta không nói với ngươi nữa. Nhưng ngươi rất là gian trá, tâm thuật bất chính, ba lần bảy lượt quỷ danh tiết của ta, ta cũng không nói với ngươi. Có điều ngươi vì muốn thỏa mãn giả tâm lãng tử của ngươi, không cần biết tới lợi ích quốc gia, không cần biết tới sống chết của lê dân bá tánh, cùng làm việc xấu với Thư Bửu Đồng, giấy binh tạo phản, phản bội triều đình, đây đúng là tội ác tày trời, trời đất bất dung mà. Con tiện nhân này, rốt cuộc cô muốn gì? Thay trời hành đạo. Có điều ta tạm thời cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi chịu xuống ngựa đầu hàng, ta có thể bẩm báo hoàng thượng tha chết cho ngươi. Đừng ở đó mà nằm mơ nữa. Xem ra thiên đàng có đường mà ngươi không đi. Vậy thì hôm nay ta sẽ đưa tên bại hoại nhà ngươi xuống dưới địa ngục. Ăn nói ngông cuồng quá rồi. Để ta coi cô có bản lĩnh này hay không đã. Vậy thì cứ thử xem đi. Ta sẽ cho ngươi một giáo huấn nhỏ nhoi trước, canh chừng ngón tay của ngươi. Sao lại là ngươi nữa? Võ công mèo cào mà cũng đòi giao đấu với bổn tướng quân. Có phải ta đây chịu chết không?
Hôm nay không giống trước kia, lần này người sắp chết e rằng chính là ngươi. Nực cười. Qua đây. Ứng Lộc, đuôi xuống. Tiết Đình Sang, mối thù ngươi cướp vợ của ta. Dương Phàm, tôi nghĩ là nhắc tới chuyện này vinh quang lắm hay sao? Lê Huệ là ai vậy? Trụ cột quốc gia, ngươi chẳng qua chỉ là một tên nghịch tặc, sao cô ấy có thể lấy ngươi được chứ? Ta thật sự rất muốn phanh thay ngươi ra trăm mảnh. Ngươi thiết kế trận đồ hại chết phụ thân của ta, ta phải báo thù. Hôm nay chúng ta sẽ chấm dứt tất cả ân oán tại đây. Được, chúng ta đánh sống chết với nhau đi. Đánh sống chết với nhau đi. Mối thù gia tộc, đây là lựa chọn duy nhất. Nhưng nếu như suy nghĩ từ lợi ích quốc gia, ân oán cá nhân của chúng ta có thể buông xuống được. Sẵn bây giờ vẫn còn kịp, ta xin khuyên nhủ ngươi một câu, nếu như bây giờ ngươi quay đầu thì vẫn chưa có muộn. Đừng có uổng công nói nhiều. Ngươi bất nhân đối với bọn ta có thể thay bằng lời nói. Ngươi bất trung đối với quốc gia, đao kiếm cũng không trút hết được. Vậy thì coi binh khí của ai lợi hại hơn. Người là ai vậy? Chúng tôi là lính Bạch Hổ Quan. Bọn ta là đại quân triều đình, các ngươi không sợ sao? Không sao, bởi vì chúng tôi đã đầu hàng rồi. Đầu hàng? Đầu hàng với ai vậy? Tướng quân Trần Kim Định. Trần Kim Định? Giờ người đâu? Được Lữ Hiệu Quý dẫn đi tìm Dương Phàm rồi. Họ cử ngựa nhanh quá, chúng tôi không theo kịp. Tổ tổ, Nguyệt Nga, chúng ta đi. Được. Ân oán của chúng ta chưa chấm dứt, sao có thể đi như vậy được? Ta không phải là đối thủ của ngươi bộ không được sao? Đương nhiên là không được rồi. Một là hiến quan đầu hàng, hai là chịu chết. Chọn một trong hai cái đi. Muốn trốn không thể trốn được đâu. Chẳng phải ngươi muốn chấm dứt sao? Chẳng phải ngươi muốn ta chết sao? Muốn ngươi chết là thay trời hành đạo. Có bản lĩnh thì qua đây đánh với ta. Dương tướng quân. Sao rồi? Tìm thấy Trần Kim Định chưa? Tìm thấy rồi. Được. Có dẫn cô ta tới không? Có dẫn tới. Người đâu? Ta ở đây. Kim Định. Tướng công. Tướng công. Nàng không sao? Mọi người cứ tưởng là nàng hy sinh rồi. Thiếp bị thương nặng, cũng may có một đại nương đã cứu thiếp. Tướng công, thì ra chàng cũng không chết. Không sao. Nếu nàng cũng không sao rồi, Dương Tạc, hôm nay ngươi hãy chịu chết đi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng phải cô ta bị thương nặng lắm sao? Tự nhiên cô ta khỏe lại, võ công cô ta cao cường, mặt tướng đánh không lại. Nên ngươi khuất phục cô ta. Cô ta kêu ngươi dẫn tới đây, ngươi liều dẫn tới đây sao? Xin lỗi Dương tướng quân, mặt tướng không có sự lựa chọn. Đúng là cái đồ vô dụng. Cậu tặc Dương Phàm, còn không mau chịu chết đi. Nè, đứng im đó. Có bảy. Lữ Hiệu Quý, cơ quan ở ngay cái cây to ở kế bên người đó, mau kéo đi. Sao cơ quan lại là kiểu như vậy chứ? Đó là cơ quan liên thông, ở cửa thú điều khiển được, ở đây cũng có thể điều khiển được. Người kéo một cái thì cô ta sẽ tiêu đợi liền. Mau kéo đi, kéo một cái là lập công lớn.
Xin lỗi Dương tướng quân, Mạc tướng không thể nghe lời ngài. Tôi đã cải tà quy chính rồi. Nếu như ta thoát được ra ngoài, ta không tha cho ngươi đâu. Ngươi muốn thoát ra ngoài, đừng có nằm mơ. Làm nhiều chuyện bất nghĩa, tự hại mình. Đi thôi, chúng ta đi tập hợp với đại quân. Tướng quân, thiếp muốn đi cứu hàng phó tướng trước. Hắn bị Dương Phạm bắt đi rồi, tới nay chưa rõ lai lịch, thiếp phải đi cứu hắn. Ta phái thêm người cho nàng nha. Không cần, Lữ Hiệu Quý đi theo thiếp là được rồi. Hắn võ công bất phàm, vốn dĩ là người tài. Đáng tiếc đi đường bất chính, tội đáng muôn chết. Tiết Tiên Phong, có mặt tướng. Chuẩn bị nghênh giá Bạch Hổ Quan. Dạ. Khởi bẩm hoàng thượng, lần này tấn công Bạch Hổ Quan đã thu được hơn 8 vạn quân địch, thu được hơn 50 vạn gánh lương thảo. Thuận lợi phá quan như vậy, Phan Nguyên Soái có công rất lớn. Lần này có thể thuận lợi tấn công Bạch Hổ Quan, chủ yếu có hai nguyên nhân cực kỳ quan trọng. Có chuyện như vậy sao? Mau nói ra cho trẫm nghe đi. Chuyện thứ nhất là hai vị nghĩa sĩ dưới trướng của Dương Phàm, họ đã mạo chết tới đây đưa tình báo quan trọng cho quân ta, có sự cống hiến to lớn vào việc tấn công Bạch Hổ Quan. Đồng thời họ không màng tính mạng nguy hiểm cứu tướng quân Trần Kim Định đang bị thương nặng ở trong người. Họ là ai vậy? Một người là phó tướng dưới trướng Dương Phàm tên Hàn Tam và binh lính Hồ Đinh. Hàn tướng quân, có mặt tướng. Ngươi ở phe quân địch mà tâm hướng về triều đình, hơn nữa không màng việc nguy hiểm tới tính mạng, lập công cho Chinh Tây, kiến nghiệp cho triều đình, có được hành vi nhân nghĩa như vậy đúng thật là rất quý giá. Khởi bẩm hoàng thượng, không dám giấu gì, lúc đầu mặt tướng không hề có ý này. Vậy tại sao ngươi lại làm như vậy? Mẹ mặt tướng. Mẹ ngươi? Hôm đó mặt tướng phụng lệnh Dương Phàm đi tìm kiếm tung tích của tướng quân Trần Kim Định đang bị trọng thương. Vô tình thì mặt tướng phát hiện ra Trần tướng quân được mẹ cứu giúp và giấu ở trong nhà mình. Mặt tướng chấp hành nhiệm vụ, kiên quyết dẫn cô ấy đi, nhưng lại bị mẹ của mặt tướng chửi mắng rất nhiều. Mẹ mặt tướng còn nói chuyện đại nghịch bất đạo mà Dương Phàm đi theo Thư Bửu Đồng, kêu mặt tướng quay đầu, nên mặt tướng mới biết sửa sai. Một người mẹ vĩ đại như vậy đúng là tấm gương của phụ nữ, tấm gương của người mẹ. Khởi bẩm hoàng thượng, đối với chuyện của đại nương, mặt tướng có chuyện khởi tấu. Trần tướng quân cứ nói. Lúc đó mặt tướng đang bị thương nặng, là vì đại nương này cứu mặt tướng về nhà. Trong lúc quân địch tới lục soát, đại nương đã giấu mặt tướng đi. Vì muốn bảo vệ tướng lĩnh triều đình, vì đại nương này bất chấp việc bị quân địch đánh và dày dò, cũng không chịu khuất phục và không nói gì hết. Vì mặt tướng, bà ấy suýt chút nữa đã mất đi tính mạng của mình. Hoàng thượng, vì đại nương này chính là phụ mẫu tái sinh của mặt tướng. Nói rất hay. Vậy thì trẫm làm chủ, cho khanh nhận vị đại nương này làm nghĩa mẫu. Tạ ơn hoàng thượng. Bây giờ bà ấy đang ở đâu vậy? Bỗng hoàng thượng, mẹ mặt tướng vẫn ở trong thôn ao đầu. Tần tướng quân, lệnh cho khanh ngày mai dẫn theo đại nương tới ở trong quan này. Dạ. La Công Công. Có nô tài. Truyền vụ của trẫm, ban cho hàng đại nương 50 lượng vàng, 500 mẫu gấm dốc. Tuân chỉ. Hồ Đinh. Có tiểu nhân. Sao ngươi lại mạo hiểm chạy tới để đưa tin tình báo vậy? Bẩm hoàng thượng, tiểu nhân chỉ nghe theo lời dặn của hàng phó tướng. Ngươi đúng là một binh lính hiếm có. Phan Nguyên Soái, khanh muốn sắp xếp hai người như thế nào đây? Di thần đang định khởi tấu hoàng thượng, định đề bạt hàng tướng quân đây làm chủ tướng trấn quan của Bạch Hổ Quan, đề bạt Hồ Đinh làm hiệu quý, mong hoàng thượng ân chuẩn. Chuẩn tấu. Tạ long ơn của hoàng thượng.
Phan Nguyên Soái, lúc nãy Khanh nói còn có một nguyên nhân khác nữa, nói ta nghe thử đi. Còn nguyên nhân thứ hai chính là cũng may có quan Tiên Phong Tiết Đinh Sang. Ờ, tại sao lại nói như vậy? Di thần được sư phụ dạy dỗ, đã có sự hiểu biết về quái thú thất sát trận, đồng thời cũng đã biết cách phá trận này. Nhưng trên chiến lược tổng thể thì Di thần vẫn còn một khuyết điểm cực kỳ lớn. Trong lúc điều binh khiển tướng, Tiết Tiên Phong đưa ra đồi núi đối diện cửa đông rất có thể có phục binh. Lúc đó Di thần không nghĩ như vậy, là Tiên Phong kiên quyết đưa ra ý kiến phải phái tinh binh ở đó đánh phục binh trước mới tấn công cửa đông, cuối cùng chứng minh Tiên Phong nói đúng. Nếu lúc đó không căn cứ theo chiến lược đó thì quân ta sẽ bị thương vong cực kỳ nhiều, hơn nữa rất khó tấn công Bạch Hổ Quan. Trong lúc Dương Phàm chạy thoát tới cửa tử cũng là Tiết Tiên Phong đánh bại hắn ta. Có thể thấy được Tiết Tiên Phong đúng là một người văn võ song toàn, một người có bản lĩnh thật sự là nguyên soái. Di thần cảm thấy không bằng. Phải nguyên soái, nói như vậy là sao? Khởi bẩm hoàng thượng, bước tiếp theo chúng ta phải tấn công Ngọc Long Quan rồi. Quan này là tấm bình phong cuối cùng của Tây Lương Dương phủ, có địa hình hiểm trở, núi non ngăn cách. Các quan trại nhỏ nối tiếp từng cái một, cứ khoảng trăm dặm là có tinh binh ở đó trấn thủ, được gọi là cứng như kim can vậy. Tương truyền Thư Bửu Đồng cùng đám tội đồ là Thiết Bàn đạo nhân Phi Bạc Thiền Sư đã luyện công xuống núi lần nữa, đồng thời mượn binh mã láng giềng trấn thủ quan này. Vì vậy, phá Ngọc Long Quan khó hơn gấp 10 lần phá Bạch Hổ Quan. Những gian nan khó khăn khi phá Ngọc Long Quan, trẫm cũng đã có nghe nói. Phạm Nguyên Soái định sẽ làm như thế nào? Vì đại nghiệp chinh Tây của hoàng thượng, Di thần khẩn xin cho Tiết Đinh Sang làm nguyên soái, mong hoàng thượng ân chuẩn. Chuyện này chúng vị khanh gia có cao kiến gì không? Hoàng thượng, Phạm Nguyên Soái nhường chức nguyên soái là nghĩ cho đại cục chứ không ích kỷ, lão thần vô cùng khâm phục. Hoàng thượng, Di thần cho rằng Phạm Nguyên Soái nói rất có lý. Từ việc xoay chuyển khéo léo với Nữ Đầu Tổ Sư để phá Chu Tước Quan, với cuộc chiến tâm lý lấy chuông trả chuông ở Quyền Võ Quan, có thể nhận ra mưu lược tài giỏi của Tiết Đinh Sang. Tiết Đinh Sang làm nguyên soái đi phá Ngọc Long Quan càng thích hợp hơn. Đương nhiên, Phạm Nguyên Soái hữu dũng vô mưu cũng là kỳ tài. Có điều, cô ấy là vợ người ta, sớm muộn cũng phải sinh con đẻ cái. Với tư cách là nguyên soái thì cũng sẽ phân tâm một chút. Cho nên Di thần đối với đề nghị của Phạm Nguyên Soái vô cùng tán thành, mong rằng hoàng thượng định đoạt. Chúng vị ái khanh có ý kiến gì không? Phạm ái khanh, những gì lúc nãy khanh nói cũng giống như Trình Lão Thiên Tuệ nói, trẫm cũng cảm thấy cảm động. Khanh đã vì quốc gia lập nhiều chiến công không thể nào kể hết được. Võ công của khanh cao cường, tài hoa xuất chúng, ai nấy đều biết. Nhưng mà vì cuộc chiến chinh Tây, vì tương lai, trẫm đồng ý thỉnh cầu của khanh. Tạ ơn hoàng thượng. Tiết ái khanh, có gì thật? Phạm Nguyên Soái quyết định nhường chức cho khanh, khanh có muốn nói gì hay không? Di thần cảm thấy rất hổ thẹn. Tại sao lại nói vậy? Trận chiến là mọi người cùng nhau đánh, mưu lược là kết hợp trí tuệ của mọi người. Điềm vinh dự không thể để một mình Di thần nhận hết được. Khanh có cách nghĩ như vậy chứng tỏ là khanh rất xứng đáng. Là công công. Có nô tài. Trẫm lệnh cho Tiết Đinh Sang làm chinh Tây đại nguyên soái, lập thánh chỉ, ban chiếu thư, chiếu cáo thiên hạ. Tuân chỉ. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Sư phụ, đồ nhi tới rồi. Đã chuẩn bị xong xuôi chuyện đi xuống núi chưa? Bẩm sư phụ, đồ nhi đã chuẩn bị xong rồi. Trải qua xuân thu 300 ngày tu luyện, hôm nay xem thử đao pháp của con. Nếu như thành công thì con có thể xuyên tường, con gặp ai thì giết người đó. Trong quân đường không ai địch nổi con, cho dù là Tiết Đinh Sang, Phàn Lê Quê, gặp đau này cũng sẽ chết mà thôi. Đa tạ sư phụ khổ tâm truyền thụ trong một năm qua. Thử đau đi, thành bại chỉ nhờ vào việc này thôi. Sư phụ, nếu như thất bại thì sao đây? Vậy đó chính là ý trời. Di sư từng nói, thành công con xuống núi, thất bại con cũng sẽ xuống núi. Nếu thất bại thì sư phụ không thể nào giúp con được nữa. Dạ.
Thiên hạ đường đừng hòng. Sư phụ, đợi sau khi đồ nhi xuống núi tiêu diệt hết toàn bộ quân Đường, sau đó con đón người đi tới Trường An để người tận hưởng vinh hoa phú quý. Đi đi. Trình lão thiên tuế, Từ huynh, Ngọc Long Quan này đúng là vô cùng khác biệt. Còn về cách đi phá quan, ta cũng không biết phải làm sao. Ngọc Long Quan là cái quan cuối cùng của việc chinh Tây, không phá quan này thì việc chinh Tây coi như công cốc. Ngọc Long Quan đúng là nguy hiểm khôn lường, nhưng mà trên đời không có chuyện gì dễ dàng, cũng không có gì khó. Đinh Sang, bất luận trên đường gặp phải khó khăn gì, cậu nhất định phải tự tin, dám đương đầu. Nhưng mà bây giờ trong lòng cảm thấy rất áp lực. Đinh Sang à, cậu cảm thấy có áp lực, đây chính là cơ sở giành chiến thắng. Đa tạ Trình lão thiên tuế và Từ huynh đã động viên. Đinh Sang, cậu làm sao tấn công quan này? Con nghĩ không nên quá gấp gáp tấn công, chúng ta phải điều tra rõ tình hình đối phương rồi mới tính sao. Tây Lương Dương phủ, Sa Giang Doanh và Kim Ngưu Sơn đều phải điều tra rõ, tốt nhất có nội gián trong đó. Ta muốn phái Giang Hổ và Tiểu Thứ tới Tây Lương Dương phủ, rồi phái Đậu Nhất Hổ và Tần Hán tới Sa Giang Doanh, có biết hai vị cảm thấy thế nào? Tại sao lại phái bọn Giang Hổ đi tới Tây Lương Dương phủ? Giang Hổ có một họ hàng xa ở đó, chính là gia đình ở trong nhà của một vị đại thần trong Dương phủ. Nghe nói vị đại thần này lúc đó phản đối việc giấy binh tạo phản, cho nên muốn lợi dụng họ làm chút chuyện cho chúng ta. Nói vậy thì hai người họ là sự lựa chọn tốt nhất. Cải thơm đâu đây, quang ơi, rau xanh đây, rau lâm cải thơm cải xanh đây. Dạ mời khách quan ghé qua coi thử đi. Không xong rồi, không xong rồi. Mẹ, chúng ta mau trốn đi, quan binh lại tới nữa rồi. Bên ngoài có rất nhiều quan binh lắm đó mẹ. Mẹ, chúng ta mau trốn đi mẹ. Mọi người đừng có giết mẹ ta. Mẹ, chúng ta mau trốn đi. Các người muốn làm cái gì? Các người muốn làm cái gì? Mẹ, Trần tướng quân. Con đi. Trần tướng quân, mẫu thân tại thượng nhận một lại của con gái. Chuyện này, Trần tướng quân, con à. Mẹ, những gì mẹ làm đã khiến hoàng thượng cảm động. Hoàng thượng đặc biệt cho mẹ là mẹ của con. Con à, hoàng thượng mà con nói chính là đương kim thiên tử sao? Đúng vậy. Hoàng thượng còn ban cho mẹ 50 lượng vàng và 100 mẫu gấm dốc. Ôi trời đất ơi, một bà già vô dụng giống như ta đây làm sao mà dám nhận được. Đây gọi là thiện có thiện báo, ác có ác báo. Bây giờ mẹ là đại công thần, còn con trai của mẹ là hàng phó tướng, hiện giờ đã được hoàng thượng đề bạt làm chủ tướng trấn quan của Bạch Hổ Quan rồi đó. Con à, như vậy nha, hoàng thượng ban con làm con gái của ta, ta chấp nhận là được. Còn về số vàng bạc gì đó ta không cần đâu. Sao có thể như vậy được? Lời nói của hoàng thượng là thánh chỉ, thánh chỉ không thể làm trái được đâu. Hoàng thượng còn lệnh cho con đón mẹ vào trong quan để ở nữa. Đây cũng là thánh chỉ, không được làm trái. Đúng vậy. Trời ơi, ta không đành lòng bỏ chỗ này đâu con à. Mẹ có thể thường xuyên quay về thăm nhà mà. Tiểu Mai, Tiểu Cúc, đây là nha hoàng thân cận mà hoàng thượng ban cho mẹ, chuyên hầu hạ mẹ đó. Thỉnh an đại nương. Mẹ, tỷ tỷ xinh đẹp quá trời luôn. Tay chân của ta còn xài được, cần người hầu hạ để làm cái gì? Thánh chỉ. Ôi trời đất ơi, cả cuộc đời của ta sau này đều phải sống trong thánh chỉ sao? Mẹ, đừng nói nhiều như vậy nữa, mau chóng đi thu dọn đi, Kiều đang đợi mẹ ở bên ngoài đó. Mẹ, mẹ muốn đi đâu vậy? Con cũng muốn đi nữa. Có thánh chỉ của Nhị Khờ không? Không, không có. Mẹ à, chuyện của Nhị Khờ mẹ có thể tự mình quyết định. Không phải tất cả mọi chuyện do thánh chỉ quyết định sao? Tại sao chuyện này... Hoàng thượng không lo được nhiều chuyện như vậy. Ta thấy người đã lo không ít chuyện rồi đó. Như vậy đi, Nhị Khờ, cậu về bàn bạc với mẹ ruột cậu. Nếu mẹ ruột cậu đồng ý cho cậu đi với mẹ nuôi thì vài hôm ta sẽ tới đón cậu. Ờ, được, được, được.
Dương đạo trưởng, trước giờ ngài đều đi con phao trước tiên, sao hôm nay lại như vậy? Không lẽ Thiên Tôn không nhận ra sao? Lần này đi con pháo cực kỳ khó. Đương nhiên ta biết rồi, đạo trưởng không tới nỗi phải đi con sĩ như vậy. Đều là người trong đạo, bần đạo chỉ có thể coi sự biến hóa trong con sĩ thôi. Người trong đạo cũng sẽ chung lòng với nhau mà. Tục ngữ có câu, đạo diệt hữu đạo, còn lý đạo phù kiên quyết theo đường tạo phản, vậy đồ đệ nghịch thiên, chúng ta làm gì hắn đây? Lần này chinh tây, y trời theo phe đường, lý đạo phù trai y trời, trai lòng dân, ông trời sẽ không giúp hắn đâu. Nghe nói lần này hắn dốc hết tâm huyết, đem tuyệt kỹ phi đao xuyên qua tường được, truyền thụ cho đồ đệ. Thưa Bổ Đồng, trong quân đường e rằng không ai địch nổi hắn. Dạng vật tương sinh tương khắc, bình khí huyền diệu cơ nào cũng có cách qua giải. Ngài có cách phá không tiếp đao mà, tại sao không nói với Đinh Sang vậy? Ta từng nghĩ tới, có điều ta luôn cảm thấy phá không tiếp đao thì cũng không bằng kim tiếu thu đao của Thiên Tôn dễ học dễ xài. Hả? Chiêu tướng là phải nhắc nhở trước mà, sao ngài không nhắc nhở đã chiêu tướng ta vậy? Thiên Tôn như tiên, đâu cần nhắc nhở chuyện gì. Ta thật không ngờ đạo hữu cũng có chiêu như vậy. Coi ra bần đạo phải chịu thua rồi. Vậy thì bần đạo thay mặt đồ nhi đa tạ Thiên Tôn. Tiểu tứ, đi. Đi. Lão gia, có người muốn gặp ông. Là ai? Hắn không có nói, nói là có chuyện quan trọng muốn bàn với ông. Quan đường, thân phận của hắn vẫn chưa làm rõ, đã dẫn tới gặp ta. Tiểu nhân không dám, hắn nói nhất định phải gặp ông, nhưng mà tôi thấy hắn không phải là kẻ xấu. Lão gia, ông định gặp hay là không gặp đây? Hắn đang ở đâu? Đang ở ngoài cửa lớn kìa. Gọi hắn vào đi. Dạ lão gia. Theo ta vào đi. Được, đi, đi. Lão gia, họ tới rồi. Ông lui ra đi. Dạ. Tại hạ ra mắt Tống đại nhân. Thật ra các ngươi là ai? Tại sao lại tới gặp ta? Thật ra không dám giấu, tôi là một hiệu quý của đại quân triều đình. Tôi tên là Giang Hổ. Tại hạ thật không có ác ý với đại nhân, chỉ là muốn giúp đại nhân mà thôi. Giúp ta? Tại sao phải cần cậu giúp? Tống đại nhân sai rồi. Chẳng lẽ đại nhân còn chưa nhận rõ được cục diện trước mắt hay sao? Vậy thì đã làm sao? Đại quân triều đình công thành nhổ trại, thế như trẻ tre. Bây giờ chỉ còn lại một cọc Long Quang mà thôi. Ngọc Long Quang tuy là khó đánh, nhưng mà 60 vạn đại quân chiến tướng đông đúc, sớm muộn cũng sẽ có ngày sẽ công phá được nó. Một khi Ngọc Long Quang bị công phá, đại quân sẽ trực chỉ Tây Lương Dương phủ. Đến lúc đó, tôi không muốn nhìn thấy trong danh sách phản tặc bị xử chết, nhìn thấy có tên của Tống đại nhân ngài. Nhưng mà văn võ đại thần đông như vậy, sao cậu lại muốn tới giúp ta? Bởi vì chúng tôi biết được Tống đại nhân thực ra không phải là người muốn hưng binh tạo phản. Tuy là sau đó không có hành động gì, nhưng mà chúng tôi không muốn để cho ông chết. Hay, họ đã dùng tính mạng gia đình ta để uy hiếp ta, ta đâu dám hành động gì. Bây giờ thì khác rồi. Nếu như họ có đến ám toán, thì hai chúng tôi sẽ bảo vệ cả nhà của ông. Chỉ với hai ngươi à? Đại nhân không tin chứ gì? Vậy tôi sẽ thử cho ông xem được chứ. Lấy tên. Đại nhân, bắn vào đầu hay bắn vào đuôi đây? Chính xác như vậy sao? Tùy ngươi, bắn trúng là được rồi. Vậy tôi sẽ bắn trúng ngực. Giang Hổ bắt lấy. Đại nhân, mời xem. À, quả như là bắn trúng ngực. Đúng là thần tiễn mà. Đại nhân,
Bắt đầu từ bây giờ, hai chúng tôi chính là gia đình của ông. Bây giờ ông đã yên tâm rồi chứ? Yên tâm rồi. Nhưng mà trước mắt đại dương là chiến hay hàng vẫn còn chưa quyết định. Muốn gì thì sáng mai đại thần trên triều bày tỏ ý kiến. Tới lúc đó ta cứ nói thẳng ra là được rồi chứ gì. Vậy thì làm phiền Tống đại nhân rồi. Không cần khách sáo. Theo lý chúng ta đều là thần của hoàng thượng, quan viên của triều đình mà. Nói rất hay. A Thành. Thiên Hưng Môn Phúc. Lão gia, có gì căn dặn? Tối nay bày tiệc tẩy trần cho hai vị khách này. Dạ. Chưa. Các vị ái khanh, hôm qua bổn vương có nói kêu các khanh về nhà suy nghĩ cho thật kỹ về chuyện chiến hay là hàng. Chắc hẳn các khanh đã suy nghĩ xong rồi. Bây giờ tất cả các khanh hãy bày tỏ ý kiến đi. Có ai có ý kiến không? Biết gì đâu mà mày nói. Chúng ái khanh không cần lo. Ở trên đại điện cứ đề xuất ra suy nghĩ của mình. Nếu như nói sai, bổn vương sẽ không truy cứu đâu. Đại dương, đối với lệ dân ba tánh mà nói, bình an chính là phước. Đối với đế dương khanh tướng, ác không phải như vậy sao? Nước Tây Lương chúng ta vốn là một phần của đại đường. Bao nhiêu năm qua, luôn được hưởng thụ cảnh thái bình thịnh thế hiếm có. Những chuyện mà chúng ta không thể nào có được, chúng ta không nên suy nghĩ quá đáng. Có suy nghĩ quá đáng thì sẽ có chiến tranh. Có chiến tranh, ba tánh sẽ chịu đủ tổn hại, khiến cho nhà tan cửa nát, vợ con ly tán. Bây giờ, ba tánh chịu đủ nỗi khổ của chiến tranh, nhưng còn chúng ta, có phải chúng ta sẽ bình an vô sự không? Bây giờ người ta đánh tới trước cửa nhà của chúng ta, không phải chúng ta cũng đang sống trong cảnh bàng hoàng, lo lắng khiếp sợ sao? Đại dương, di thần cho rằng, từ đầu chúng ta không nên khai chiến. Bây giờ mất trâu mới lo làm chuồng, vẫn bù đắp được. Thần đề nghị lập tức đình chỉ chiến tranh, trả lại cuộc sống thái bình cho người Tây Lương. Đại dương, lời Tống đại nhân nói, lão thần không có đồng ý. Chiến tranh mà, khó tránh tổn thương người vô tội. Nếu như đã chiến thì phải chiến cho tới cùng. Người Tây Lương ta không phải hạng tham sống sợ chết. Chúng ta liều sống liều chết cũng phải giữ Ngọc Long Quan. Xin hỏi Hắc Dương gia, Ngọc Long Quan này dựa vào ai để trấn giữ? Bây giờ chúng ta còn 30 vạn tướng sĩ. Hơn nữa, còn có binh mã của Thư Nguyên Soái. Thần tin là trước sau gì hắn cũng sẽ xuất hiện thôi. Hắn đã mất tích hơn một năm rồi. Có khi nào đánh trận xong hắn mới xuất hiện không? Thư Bổ Đồng đến. Hả? Là ai nói bổn soái chờ đánh trận xong mới trở về? Ông nói làm sao? Tham kiến đại dương. Vạn tuế. Thư ái khanh hãy bình thân. Tạ ơn đại dương. Ở trên triều đình đừng lấy võ ép nhau. Đây là nơi bày tỏ ý kiến. Có lý thì khanh có thể nói. Nói đi. Đại dương, suy nghĩ duy nhất của di thần chính là đại đường sắp diệt vong rồi. Chỉ dựa vào một mình khanh à? Đại dương có điều không biết. Hơn một năm nay, di thần khổ luyện tuyệt kỹ. Phi đao của di thần có thể xuyên tường. Các tướng của đại đường không thể nào sánh bằng. Nhưng mà bọn họ còn có hơn 60 vạn binh mã. Đại dương, di thần đã mượn 60 vạn quân các nước lân bang như Ba Đông sắp sửa tới đây. Chỉ cần đại dương đồng ý là được. Có thể mượn được binh tướng dĩ nhiên là tốt. Nhưng mà các tướng quân của đại đường, người nào cũng kiêu dũng thiện chiến. Phi đao của khanh có thể được sao? Đại dương, di thần có thể biểu diễn thử cho đại dương coi. Đại dương, đại dương nhìn thấy Lưu Hương sắc ở phía dưới không? Bổn dương có nhìn thấy. Mời đại dương coi qua.
hay quá, hay, hay, hay lắm, lợi hại lắm, hay lắm. Quả nhiên lợi hại, thật là lợi hại. Hay, hay thiệt đó. Câu phụ của Thư Nguyên Soái đúng là lợi hại. Tốt lắm. Đúng là lợi hại đó. Công phu của Thư Bửu Đồng quả nhiên có tiến bộ lớn. Trong đại quân các người e là không ai địch nổi. Chuyện này thì tôi không lo. Tiết Nguyên Soái luôn có cách đối phó với hắn. Vậy sau đó đại dương có thái độ như thế nào? Còn cần phải hỏi sao? Sau khi coi xong biểu diễn của Thư Bửu Đồng, dĩ nhiên cũng thay đổi chủ trương rồi. Bao gồm đại dương trong đó. Còn nữa, Thư Bửu Đồng đã mượn 60 vạn đại quân của Lân Bang. Hắn lại muốn kéo người Tây Lương vào tai kiếp nữa rồi. Đại nhân, tối hôm nay ông phải đặc biệt cẩn thận. Theo như tình hình mà ông vừa nói cho thấy, Thư Bửu Đồng tối nay nhất định sẽ ra tay với ông. Hey, xem ra chắc ta khó tránh được tai kiếp. Xin đại nhân cứ yên tâm, chúng tôi từng nói sẽ bảo vệ cho đại nhân. Lời đã nói nhất định sẽ làm được. Như lời Nguyên Soái đã nói, một lời đã hứa ngàn vàng không đổi. Vậy thì xin đa tạ. Tốt đại nhân, binh tuần tra ngoài phủ của ông đều trực thuộc ở đâu? Trực thuộc ở Dương phủ, được thiết lập vì sự an toàn của các đại thần văn võ. Thật ra nó chỉ để bày vẽ, không có ích gì. Vậy gia nhân trong phủ của ông có thân với bọn họ không? Ta và bọn họ trước giờ chưa từng qua lại. Có thể là gia nhân và gia đình của ta thân với họ hơn. A Thành, vào đây một chút. Lão gia, ông cho gọi tôi. Vị khách đây muốn hỏi ông chuyện. Thành Thúc à, mọi người và binh tuần tra ngoài phủ có thân hay không? Có người thân, có người không có thân. Như thái độ trưởng tuần tra hôm nay thì tương đối thân. Hả? Vậy mọi người với thái độ trưởng thân như thế nào? Hơn năm trước chúng tôi ra vào luôn đụng mặt nhau, cứ vậy mà trở nên thân. Hắn thường tới chỗ của tôi để mà uống trà, lúc trời mưa thì tránh mưa trò chuyện vài câu cái thân à. Tôi nghĩ tôi biết phải làm sao rồi. Tốt lắm, cậu nắm chắc thì được. Tổng đại nhân, chỉ giải quyết tối nay thì chưa đủ, còn sau này nhất định phải nghĩ một cách để giải quyết lâu dài. Vậy có cách gì hả? Có, nhưng mà đại nhân, ông phải nghe theo sự sắp xếp của tôi. Thành Thúc, tối nay Thành Thúc phải đi cùng với chúng tôi. Được lắm. Vậy tôi có thể làm gì? Ông nghe theo sự sắp xếp của hắn là được. Dạ, lão gia. Đi qua bên kia coi thử. Được rồi. Thuyền phu các người nghe rõ đi, Dương tướng quân có lệnh, binh mã quân đường đã tới đối ngạn, tất cả thuyền không được tự tiện chạy ra, ai trái lệnh xử trảm. Dạ. Này, rót rượu, rượu. Cậu à, uống vậy đủ rồi. Uống đi, chúng nó còn phải đi bắt thích khách. Uống đi. Cậu đừng có uống nhiều quá mà. Thì bắt thích khách thôi mà, hả? Cũng sao? Này, trời uống ơi. Đây không phải là thích khách bình thường đâu. Nghe nói hắn là cao thủ võ lâm đó. Cao thủ võ lâm. Vậy tôi làm sao có thể bắt được hắn ta? Làm không tốt chết là cái chắc luôn đó. Chuyện này cậu yên tâm đi, sẽ có người bảo vệ cậu mà. Cũng là cao thủ võ lâm hả? Cao thủ trong cao thủ. Có gì mà phải sợ chứ hả? Rất rượu. Thôi, được rồi, đừng uống nữa mà. Tổng đại nhân, ông đừng oán hận tôi. Tôi cũng bị hắn sai khiến thôi. Lại sai khiến?
Bên kia, đuổi theo. Đứng lại. Nhanh lên. Thái đội trưởng bắn hay lắm. Tôi không tin đội trưởng bắn giỏi tới vậy. Không tin chứ gì? Không tin ta thử một lần cho ngươi xem. Lý cung tên. Tôi tin rồi, đừng thử nữa. Nói, là ai quỷ thác? Còn nói không đây? Thái đội trưởng, huynh bắn tên rất giỏi, bắn thêm cho hắn vài phát nữa đi. Được rồi, nhưng lần này ta không dám chắc sẽ chính xác như vậy đâu. Ngươi nói mũi tên của ta nếu như bắn trúng miệng của ngươi, ta nghĩ ngươi sẽ mở miệng ra. Ý, đừng mà. Nói, là ai quỷ thác? Nói. Là Thư Bủ Đồng. Người đâu? Giải hắn ta ra ngoài. Giải dạ, đội trưởng. Đi, nhanh lên. Chư vị ái khanh, nếu như mọi người đều đồng ý suy nghĩ của Thư Nguyên Soái, chư vị ái khanh còn có ý kiến gì khác không? Ý kiến gì nữa giờ? Thư ái khanh. Có gì thần? Nếu như chiến thì tất thắng. Thư ái khanh, khanh phải thương lượng kỹ với các tướng lĩnh để mà có cách chiến thắng, đừng để bổn vương phải thất vọng. Xin đại vương yên tâm, lần này dĩ thần tuyệt đối không để cho đại vương thất vọng đâu. Các vị ái khanh còn có tấu nào không? Không tấu vậy thì bái triều. Khởi bẩm đại vương, dĩ thần có lời muốn nói. Tổng ái khanh cứ nói đừng ngại. Dĩ thần nhớ là hôm qua đại vương có nói trên triều đình bày tỏ ý kiến, bất luận là đúng hay sai, người nói vô tội sẽ không truy cứu. Phải, bổn vương có nói, hôm nay vẫn nói như vậy. Nhưng mà hôm qua di thần phát biểu ý kiến bất đồng, đêm qua sát thủ đã tới ám sát di thần. Cái gì? Lại có chuyện này sao? Tống đại nhân, ta thấy là tối hôm qua ông đã gặp ác mộng rồi. Nếu như thật sự có sát thủ tới giết ông, e là hôm nay ông đã không thể đứng trên đại điện được nữa rồi. Đó là nhờ đội tuần tra phát hiện kịp thời, Di Thần mới lượm lại được cái mạng già này. Đội tuần tra thật sự không đơn giản. Bọn họ đâu? Thái đội trưởng đang ở ngoài điện. Tuyên, chúng thần một lòng một dạ vì đại vương, hết dạ trung thành. Cho dù có ý kiến bất đồng cũng là nghĩ cho đại vương. Nhưng hở ra là bị người ta ám sát, chúng thần quá chua xót. Trương Ái Khanh cứ yên tâm, bổn vương nhất định sẽ điều tra rõ chuyện này. Đội trưởng đến. Hạ thần khấu kiến đại vương. Thái đội trưởng, mau bình thân, ta có chuyện hỏi ngươi. Dạ. Nghe nói tối qua các ngươi đã bắt được một thích khách ám sát Tống đại nhân đúng không? Dạ. Bây giờ sát thủ đang ở trong đại lao. Thật ra hắn là ai? Tại sao phải ám sát Tống đại nhân? Hắn chuyên làm nghề sát thủ, nói là được người quỷ thác. Hắn ta được quỷ thác sao? Ờ, ngươi hãy nói thật, bổn vương sẽ làm chủ cho ngươi. Đội tuần tra bắt được thích khách là chuyện bình thường, tại sao ngươi không dám nói ra? Chẳng lẽ ngươi không cần tin đại vương là một vị quân vương thánh minh sao? Thái đội trưởng, ta thấy chỉ dựa vào chút công phu quèn của ngươi còn muốn bắt được thích khách, đây phải nói là quá sức diễn dông. Tài hạ thực sự không có bản lĩnh gì, nhưng mà thích khách thực sự là do chúng tôi bắt được. Được, vậy ngươi làm sao bắt được hắn vậy? Vào lúc canh tư, đúng lúc chúng tôi tuần tra ngoài sân của phủ Tống đại nhân, nhìn thấy một bóng đen đã lẻn vào thư phòng của Tống đại nhân, nên đã đi theo hắn. Cuối cùng bóng đen đó lẻn vào phòng ngủ của Tống đại nhân. Tôi dẫn binh đuổi theo sau, chúng tôi cùng la lớn tiếng, sát thủ thoái lui ra ngoài. Hắn lui đến ngoài sân, lúc bay lên nóc nhà, chúng tôi cùng 7-8 cung thủ cùng bắn với nhau. Một chân của hắn trúng tên của tôi, cho nên đã té xuống đất. Được rồi, Thư Ái Khanh, hãy để bổn vương hỏi cho xong đã. Dạ. Thái đội trưởng,
Thật ra thích khách là do ai ủy thác? Là được. Người cứ úp mở như vậy, đó là tại làm sao? Đại Dương bớt giận, Thái đội trưởng có lẽ đang sợ bị người ám sát, cho nên không dám nói thẳng. Người cứ việc nói ra, bổn Dương làm chủ cho ngươi. Ta xem mà dám đây. Tại hạ có hỏi sát thủ là do ai ủy thác. Hắn nói là Thư Bửu Đồng. Lắm. Là Thư Bửu Đồng sao? Thư Bửu Đồng sao? Hắn dám làm vậy à? Sao lớn gan quá. Thư Ái Khanh, nhìn tại sao Khanh làm vậy? Khởi bẩm đại dương, Thái đội trưởng chỉ biết ăn nói bậy bạ, ngậm máu phun người. Được rồi. Chuyện này sau này điều tra đi. Nhưng mà bổn Dương nhắc lại, sau này nếu còn có người ra tay với triều thân của ta, bất kể hắn là ai, bổn Dương nhất quyết không tha. Các vị nghe rõ chưa? Đại Dương anh minh. Được rồi, nếu không còn chuyện gì khác, bãi triều. Lão thần Văn Nhược bên cạnh đối với Khanh có trở ngại gì? Tại sao Khanh muốn đẩy họ vào chỗ chết chứ? Bẩm đại dương, những người này muốn làm hư chuyện lớn của chúng ta. Khanh sai rồi. Hư chuyện lớn của chúng ta không phải họ, mà là đại quân triều đình. Là bản thân Khanh không ra gì, không đánh được trận nào cho đẹp, liên tiếp mất thành mất ải. Lần này không phải Khanh học được bản lĩnh lớn sao? Không phải Khanh có thể đối phó với đại quân đương triều sao? Đừng để người khác nói Khanh chỉ có thể đối phó với đám lão thần Văn Nhược bên cạnh ta. Đại dương nói rất phải, thần hiểu rồi. Nếu như muốn bịt được miệng của người khác, không phải chỉ dựa vào kiếm đâu, là dựa vào chiến công của Khanh. Đánh thêm vài trận đẹp đi. Đừng để người ta nói Khanh chỉ có thể đối phó với lão thần Văn Nhược bên cạnh ta. Xin đại dương yên tâm, thần biết rồi. Thần cáo lui. Khoan, ta nhắc nhở Khanh một câu. Nếu như Tống đại nhân, Trương đại nhân, hai người họ có mệnh hệ gì, thì ta không tha cho Khanh đâu. Thần biết rồi. Hôm nay đại dương thật sự rất tức giận Thư Bửu Đồng. Như vậy xem ra Tống đại nhân đã chuyển nguy thành an, Thư Bửu Đồng không thể hạ độc thủ với ông được nữa. Chúng tôi cũng nên về phục mệnh được rồi. Coi bộ tạm thời hắn sẽ không dám. Không ngờ cậu còn quá trẻ lại mưu lược như vậy. Khâm phục. Bây giờ chúng ta đã là người một nhà, không cần khách sáo. Đến lúc đó còn không ít chuyện cần đại nhân giúp đỡ. Không thành vấn đề, ta sẽ dành thời gian cùng Trương đại nhân, Viên đại nhân trò chuyện. Ta sẽ cố gắng tìm thêm vài người tới phối hợp. Được, tại hạ tại đây xin được cáo từ. Cá tươi ngon đây, mua cá đi. Cá tươi ngon đây. Nè đại gia ơi, mua cá tươi không? Vừa mập vừa tươi nè. Không mua. Không mua hả? Mua đi, mua cá đi, mua cá đi. Sáng sớm mua hàng giùm cá đi. Bữa nay sinh thần của huynh, chúng ta lại được nghỉ phép. Huynh nghĩ chúng ta nên chúc mừng chúng thế nào? Chúng ta nghèo sơ nghèo sát làm sao mà chúc mừng? Thôi bỏ đi, cùng nhau trò chuyện là được rồi. Nè, hay là như vậy đi. Nhà tỷ tỷ tôi có một giò rượu, bây giờ tôi đi mua vài con cá, đến nhà tỷ tỷ tôi uống rượu. Nhưng mà huynh có tiền mua cá không? Mua một con cá còn dư đó, nói không chừng còn có thể mua hai con. Để đi. Mua cá đi. Xin mời mua cá. Ông chủ, bán cho hai con cá đi. Quân gia, mua một con hay là hai con? Nói thật với huynh, tôi chỉ có bao nhiêu đây ngân lượng thôi. Huynh coi có thể bán bao nhiêu. Để tôi cân cái đã ha. Hơn ba lạng. Thôi bỏ đi, tặng cho quân gia luôn á. Đừng có sáo nha. Trời ơi, tôi chạy tới rồi. Tới rồi. Chạy. Dọn hàng đi. Chạy đi. Tưởng già tôi kìa chạy nha. Nè, Tưởng gia, đây. Đa tạ. Mau dọn hàng đi, mau dọn hàng đi. Mau lên. Chạy đi. Ê, cái tên bán cá kia. Tưởng gia, nhà tôi có chuyện gấp, tôi phải trở về nhà. Trong nhà có chuyện,
trở về cũng không có sao. Nhưng mà ngươi phải để lại cái ở đây. Hôm nay nhà ta mời khách, chắc không có dùng đủ đâu. Hiếu kính tưởng gia là chuyện nên làm. Vậy tưởng gia muốn mấy con? Mấy con hả? Vậy cậu tử, dạ, chúng ta cần mấy con cá vậy? Huynh đệ ngươi thiệt là không biết điều nha. Nè, tưởng gia muốn cá của ngươi, ngươi còn dám hỏi mấy con? Mau dọn lấy đi hết cho ta. Dạ. Nè tưởng gia, đừng lấy hết, đừng lấy hết mà. Tưởng gia, không được, đừng lấy hết mà. Bỏ đi tôi, đừng lấy cá của tôi hết mà. Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy lại chưa? Vậy cậu, có người lấy cá của ta, đi đâu? Ngươi không nhìn thấy hả? Cá của tưởng gia mà ngươi cũng dám lấy hả? Bỏ xuống mà lên. Đây là cá mà ta bỏ tiền đó mua mà. Con cá đó là của người ta mà tưởng gia. Chỉ cần là thứ mà bổn gia này nhìn thấy là đó là thứ của bổn gia. Bỏ cá xuống cho ta. Các ngươi có thể đi. Cá của ta mua sao phải đưa cho ngươi chứ? Coi bộ hai tên lính này không biết bổn gia là ai rồi, còn không để cho hắn quen biết tay sao? Bắt chúng lại cho ta. Tưởng gia ơi, chết rồi, chết rồi. Có biết tưởng gia là ai không hả? Chết. Khổ mày. Biết tưởng gia là ai không? Đáng đánh cho ta. Đánh tôi chết chưa? Bỏ nha mày. Đập chết bọn chúng luôn. Ngon dữ. Người ta nhìn thấy chưa? Đừng mà. Đây là kết quả của việc dám đánh đối tưởng gia đó. Tưởng gia đừng có đánh nữa mà. Tưởng gia, đánh đi. Tưởng gia đừng đánh nữa. Tưởng gia đừng đánh nữa mà. Tưởng gia, đánh chết bọn chúng cho ta. Trời ơi, trời ơi. Hai tên đó đúng là quá đáng thương mà. Rõ ràng bản thân bỏ tiền ra mua cá là bị Tưởng Hoành đánh cho muốn chết luôn. Trời ơi, thì tên ác bá Tưởng Hoành này là thân thích của Dương Hổ mà, bình thường làm đủ chuyện ác. Xem luôn ra lần này chết là cái chắc rồi. Chứ còn gì nữa. Ngươi muốn thấy chuyện bất bình hả? Để ta cho ngươi thấy. Đứng lên. Đứng lên. Đứng lại. Bắt. Không được. Đứng lại. Bắt hắn cho ta. Đứng lại. Hai người không sao chứ? Đa tạ ân cứu mạng của đại hiệp. Không cần đa tạ. Hai người trở về đi. Đại hiệp, bọn chúng sẽ đuổi tới. Huynh theo tôi tới nhà tôi tránh đỡ đi. Được rồi, đi. Đi đi. Là ai vậy? Là đệ nè tỷ. Tỷ. Nè đệ, đệ làm sao vậy? Sao lại ra nông nổi này? Không có sao, vô nhà rồi đói. Nè, mời đại hiệp. Mời. Nào, mau lên. Đại hiệp, mời ngồi. Đa tạ ơn cứu mạng của đại hiệp. Xin hỏi đại hiệp tung danh quý tánh, sau này tại hạ dạy báo đáp. Mau đứng lên đi. Đa tạ thì không cần. Vết thương của hai người có sao không? Không có sao, chỉ là ngoài da thôi. Đệ đệ, thật ra chuyện này là sao? Là ai đã đánh đệ ra nông nổi này chứ? Tưởng Quỳnh, nếu không phải đại hiệp cứu giúp kịp thời thì rất là khó nói. Là hắn, tên đại ác bá đó. Sao hai đệ lại chọc giận tới hắn chứ? Đại tỷ, để cho hai người họ ngồi xuống rồi hãy nói. Di phu à, con bị người ta ức hiếp tới như vậy, di phu phải làm chủ cho con chứ. Người muốn ta làm chủ cho người thế nào? Kêu người của di phu đi điều tra đi. Là người của doanh nào? Tìm ra để con xử lý cho. Bậy bạ. Xử trí binh sĩ, có quốc pháp quân kỷ, sao có thể tùy tiện để người xử trí? Hơn nữa ngươi là người ức hiếp người ta, ngươi đánh người ta, người ta không thương ngươi là đã may lắm rồi đó. Còn muốn sao nữa? Vậy bỏ đi hay sao? Bình thường ngươi gây chuyện như thế nào ta cũng không quản ngươi. Ngươi giỏi lắm, lại tìm đám lính của ta gây chuyện. Ta cho người biết, bây giờ triều đình mấy chục vạn đại quân đang đối diện ở Sa Giang, nói đến thì sẽ đến. Bây giờ ta chủ yếu đảm bảo sự bình tĩnh của quân đội, cùng nhau chống địch. Lúc này, nếu ngươi còn dám gây chuyện quấy rối lòng người, ảnh hưởng kháng địch, cẩn thận ta trảm ngươi. Mặc kệ ngươi là ai, ta sẽ không nương tay đâu. Nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi. Liên quan tới cao thủ võ công này, ngươi đừng nhúng tay vào, tự ta biết cân nhắc. Hôm nay ta có hai vị khách quý tới đây, người đi đi. Dạ. Đại tỷ, các vị là người địa phương sao? Không phải, chúng tôi là người Kim Ngưu Sơn. 4 năm trước tôi được gả tới đây. 2 năm trước
trượng phu tôi mắc bệnh qua đời, một mình tôi ở quá ở đây luôn. Vậy đệ tỷ tại sao lại đi lính ở đây vậy? Cha mẹ chúng tôi mất sớm, lúc đó đệ đệ tôi còn nhỏ nên tôi đã dẫn nó tới Sa Giang. Năm ngoái nó 17 tuổi, tôi thấy nó không có chuyện gì làm nên kêu nó đi lính. Nhà hai người không có bà con nào khác sao? Không có. À, phải rồi, còn có một người cửu cửu tên là Ốc Lợi. Ốc Lợi? Là người ở đâu? Phụ thân tôi là người Hán, nhà bà ngoại tôi là người Tây Phiên. Mẫu thân tôi tên Ốc Đa Âm. Cứ nghĩ là cuối năm đưa đệ đệ tới chỗ của cửu cửu. Đệ không đi, đệ muốn ở bên cạnh tỷ thôi. Đại tỷ, tại sao phải đưa hắn tới nơi đó? Đại hiệp, huynh có chỗ không biết. Từ nhỏ, một tay tôi nuôi đệ đệ khôn lớn. Là tôi quá nuông chiều nó. Bây giờ nó cũng lớn rồi, lại ở trong quân đội, tôi sợ nó gây ra họa. Huynh coi, không phải hôm nay gây ra họa rồi sao? May mà có đại hiệp cứu giúp, nếu không hậu quả thật sự không thể tưởng tượng được. Nếu như đưa nó tới chỗ cửu cửu, có ông ta quản nó, ổng cũng là người trong quân đội, đối với nó cũng có chút chiếu cố. Cửu cửu tỷ cũng là người trong quân đội à? Trong quân đội ở Kim Ngưu Sơn, hình như chức quan của ổng rất lớn. Vậy sao? Là loại quan nào? Này đại hiệp, huynh cần chưa nói cho chúng tôi biết huynh là ai mà. Tôi nói cũng được, nhưng mọi người nhất định phải giữ bí mật cho tôi. Thật không dám giấu, tôi là một tướng quân của đại quân triều đình, họ Tần tên Hán. Đại hiệp thật biết nói chơi, sao huynh có thể là người của đại quân triều đình được? Tại sao là không thể? Người của đại quân triều đình đã đến tiêu diệt quân đội Tây Lương chúng tôi. Nếu như huynh là người của đại quân triều đình, sao có thể cứu hai người lính như chúng tôi được? Không giết chúng tôi là tốt lắm rồi. Tiểu huynh đệ, cậu sai rồi. Chúng tôi chinh Tây là để diệt trừ mấy tên như là Thư Bửu Đồng kích động Tây Lương Dương dấy binh tạo phản, có ý đồ mưu toan lật đổ triều đình. Đối với người khác, bao gồm cả tướng quân Dương Hổ, chỉ cần họ không theo Thư Bửu Đồng, không làm kẻ thù với triều đình, chúng tôi không những không giết, trái lại còn tiếp tục để họ làm quan, về triều đình lập công còn sẽ đề bạt họ. Tôi ở trong quân đội cũng có từng nghe nói, nói quân đội triều đình là quân đội nhân nghĩa. Việc làm của Tần tướng quân đã đủ thấy rồi. Chỗ chúng tôi không phải như vậy. Huynh xem tướng quanh, hắn ỷ có quan hệ thân thích với Dương Hổ, làm đủ chuyện ác không ai dám quản hết. Trong quân đội chúng tôi tuyệt đối không cho phép. Vẫn là đại quân triều đình tốt. Tần tướng quân, huynh nghĩ chúng tôi có thể làm lính của huynh được không? Cuộc sống của bá tánh chúng tôi lúc đầu vốn dĩ thấy bình thịnh thế, chính bởi vì tên Thư Bửu Đồng gây ra, khiến cho dân chúng lầm than, chiến sự khắp nơi. Đại tỷ nói rất đúng. Mục đích chinh Tây của chúng tôi là trả lại cho bá tánh Tây Lương một cuộc sống thái bình. Bá tánh chỗ chúng tôi từ lâu mong chờ đại quân triều đình mau chóng qua sông. Nói thật với mọi người, lần này tôi đến cũng chính là vì chuyện đại quân qua sông. Nếu mọi người thật lòng hướng về triều đình, đến lúc đó tôi còn phải nhờ vả mọi người giúp đỡ. Không dám. Chỉ cần tướng quân tin chúng tôi sẽ cố hết sức. Quỳnh nói phải không? Đúng rồi. Mặc dù chúng tôi chỉ là binh sĩ, nhưng mà cũng muốn lập công. Chỉ cần là chuyện có lợi cho bá tánh, tôi bằng lòng giúp đỡ. Được, mọi người bằng lòng giúp đỡ thì tốt quá. Tối nay tôi còn có chuyện khác phải làm. Sau đó tôi về quân doanh báo với Tiết Quyền Soái quân tình ở đây. Sau khi Tiết Quyền Soái ra quyết định, tôi sẽ đến tìm mọi người. Vậy trước mắt chúng tôi cần phải làm gì? Trước khi tôi trở về, mọi người không cần làm gì hết. Hơn nữa, tuyệt đối không bộc lộ suy nghĩ của mình với người khác, để tránh xảy ra chuyện không hay. Đã hiểu rồi. Chúng tôi chờ huynh trở về. Nè, cản. Nhị huynh, hai chúng tôi được gọi tới, không biết có căn dặn gì. Chỉ vì tiểu đệ chỉ sinh một dương phàm, bị ác phụ Phàn Lê Quê giết chết, nên giờ mời hai vị đạo hữu tới đây giúp tôi bắt ả ác phụ tiện nhân này để trả thù cho con trai. Đạo hữu, không cần phiền lòng, muốn trả thù này đâu khó, cứ để hai chúng tôi lo là được rồi. Đạo hữu nói như vậy, trong lòng tiểu đệ thấy yên tâm rồi. Nè, đa tạ hai vị đạo hữu, chúng ta uống rượu đi. Dương huynh khách sáo quá rồi. Khách sáo? Dương huynh à, nghe nói tình hình rất bất lợi với Tây Lương hả? Bây giờ chỉ còn lại một Ngọc Long Quan thôi. Phải, bọn họ muốn đánh vào ải này thì tương đối khó khăn. Đừng nói ải này cách nước không thuyền. Cho dù bọn họ qua được ải này, phía dưới vẫn còn có Kim Ngưu Sơn, lại có hai eo biển, cả chim còn không thể bay qua. Cho dù họ qua được trở ngại này, phía sau còn xuất hiện Kim Hoàng Bát Quái Trận. Nghe nói Thư Quy Soái ở Lăng Quốc
đã mượn được 60 vạn quân binh, còn mời đến không ít cao thủ võ lâm từ nơi khác cùng nhau đối đầu Quân Đường. Nói như vậy xem ra Tây Lương không cần phải lo âu rồi. Chỉ là hôm qua xảy ra một chuyện khiến tiểu đệ thấy kỳ lạ. Ồ, chuyện gì? Đừng ngại cứ nói. Hôm qua có một người võ công rất cao cường đến Sa Giang, hắn còn cứu hai binh sĩ bị ức hiếp. Huynh nói ở đây sao lại có cao nhân như vậy chứ? Chẳng lẽ là người bên kia sông tới đây để dò thám quân tình sao? Sa Giang kéo dài trăm dặm, mặt sông vừa rất rộng, lại không có thuyền, họ làm sao mà qua đây được chứ? Hơn nữa, đám tướng soái bên đó đều là đám nhóc con, đâu có mưu lược như vậy. Nói cũng phải, có lẽ là du hiệp nơi nào đó đi ngang qua đây mà thôi. Như vậy xem ra Sa Giang trấn này không hề thái bình. Dương huynh, huynh phải đề phòng nhiều hơn mới được. Phải rồi, nè uống rồi. Người này đang hiện diện tại đây. Ủa? Bắt người này làm quà gặp mặt với đạo hữu. Được. Người này công phu rất giỏi, khinh công cực cao, trên cả hai chúng ta không thể nào đối kịp được đâu. Đừng uổng phí sức lực nữa, đi về thôi. Các vị, vừa rồi nghe các vị tướng quân gọi báo tình hình, không biết là các vị có cảm tưởng gì? Có phải cảm thấy phá Ngọc Long Quan là quá khó hay không? Phi đao của Thư Bửu Đồng thật sự lợi hại như vậy sao? Phi đao của Tư Bửu Đồng lợi hại nhưng hoàn toàn không đáng sợ. Một phi đao thì có gì đáng sợ chứ? Đánh trận mà sợ này sợ kia thì làm sao mà đánh chứ? Đậu tướng quân nói rất đúng, không phải chúng ta sợ, chúng ta phải tìm ra được kế sách nào đó để phá địch. Chúng ta có nên nhắm vào cửa ải kẻ địch, giải quyết từng cái hay không? Đó cũng là một cách hay. Vậy chúng ta nói về phi đao của hắn đi. Bây giờ chúng ta không nói về chuyện này, chúng ta nói về Sa Giang trước. Muốn qua được Ngọc Long Quan phải qua được Sa Giang. Nhưng mà Sa Giang tụi lưu chạy xiết, còn chúng ta lại không có thuyền, làm sao mà qua được đây? Kẻ địch từ đâu đã nghĩ đến chuyện này, đem tất cả thuyền di chuyển hết qua bên kia sông. Ê, chúng ta có thể trưng thu thuyền từ bên này có được không? Nơi đây thật sự không có thuyền, trừ phi là đóng. Nhưng mà muốn đóng mấy trăm chiếc thuyền chí ít phải trên nửa năm, chúng ta không thể chờ được. Vậy chúng ta nghĩ cách trộm mấy trăm chiếc thuyền qua đây là được rồi. Nói đến trộm thì tôi là giỏi nhất, nhưng mà chỉ là trộm những vật nhỏ, mấy trăm chiếc thuyền làm sao mà trộm được chứ? Tôi vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này. Sư huynh nói rất đúng, nhiều thuyền như vậy không thể trộm. Cho dù trộm được cũng phải mất gần trăm thuyền phu mới có thể chạy qua. Ở bên này rất khó tìm được nhiều thuyền phu, cho dù có tìm được cũng không thể qua được. Nếu như là thuyền phu bên địch chèo thuyền qua cho chúng ta thì tốt quá rồi, nhưng mà chuyện này thì không thể nào đâu. Chuyện này cũng không phải là không có khả năng, chỉ cần khí Dương Hổ phát lệnh, bọn họ còn không ngoan ngoãn chèo qua sao? Mọi người đều đang lo lắng, hai người đừng nói chơi nữa. Được rồi, lời của Kim Liên nói cũng là một ý hay đó. Nguyên soái nói là khiến Dương Hổ phát lệnh sao? Lần trước huynh dò thám quân tình mà hạ lệnh điều thuyền là mệnh lệnh của một mình Dương Hổ hay sao? Ở bên đó người phụ trách điều thuyền là một đô đầu họ Tào, nếu chỉ dựa vào hắn vẫn không thể được, còn cần phải có lệnh bài của Dương Hổ, hắn mới có thể điều động thuyền bè. Vậy có nghĩa là chỉ có lệnh bài vẫn chưa được, còn phải có Tào đô đầu, nếu không không thể điều động thuyền bè, có đúng không? Đúng là như vậy. Được, vậy đại quân ta qua sông có hy vọng rồi. Chỉ cần nghĩ cách có được lệnh bài của Dương Hổ để Tào đô đầu điều động, vấn đề sẽ được giải quyết rồi. Lời của quân sư nói rất phải. Nguyên soái, người phái người nào đi vậy? Nhất Hổ tướng quân, vừa rồi huynh có nói thuyền này quá lớn, huynh không có trộm được, huynh sợ trừ là trộm những vật nhỏ, có phải không? Nguyên soái, tôi hiểu rồi, chuyện lệnh bài tôi sẽ phụ trách đi lấy trộm. Vậy tôi sẽ cùng đi với huynh, tôi sẽ phụ trách phần Tào đô đầu cho. Được, vậy lúc nào hai người lên đường? Sư huynh nói đi. Vậy thì tối nay luôn đi. Vậy chúng ta làm sao liên lạc được đây? Sau khi mọi chuyện thành công, tôi sẽ gửi tín hiệu về. Được, vậy đại quân ta chờ đợi xuất phát, chờ tín hiệu của hai người. Chỉ cần thuyền của hai người vừa đến, mọi người sẽ lập tức lên thuyền.